đây là cái dãy nhà phố anh ha. Có một số căn gọi là căn góc không thì nó sẽ chừa cái cửa sổ. Còn ở đây thì tất cả các mẫu nhà thì giống nhau hết. Diện tích là ngang 7, dài 17, một trệt hai lầu, sân thượng ở trên và áp mái. Đây, ngang 7, dài 17 anh ha. Hy vọng mở cửa được. Chừa sân trước, sân sau. Anh kéo qua được. Dạ, hành lang giếng trời giữa hai căn thì rất là thoáng luôn, khá rộng luôn. Ở đây nếu có vấn đề gì cháy nổ hay làm gì thì lối thoát hiểm rất là tốt. Nên là nó cũng dạng như là một căn biệt thự mini rồi, có sân trước sân sau. Dạ, biệt thự mini. Và lựa chọn nhà ở căn này nó lại ổn hơn. Dạ, đúng rồi, nó vừa phải hơn anh ha. Nhưng mà anh vào bên trong anh thấy thiết kế nó cũng khá tiện lợi á. Và nó tối đa cái diện tích. Nói chung chủ yếu của dự án này á, là chú trọng đến khoảng không anh. Dạ, toilet. Nếu mà anh có thể thiết kế một cái gọi là thang máy mini thì anh thiết kế theo dạng này. Ở đây, áp sát vào cầu thang. Đây là một toilet anh, và đây thêm một cái hộp gen ở đây nè. Ở đây thì anh có thể chia thành hai phòng. Ở đây là bedroom, phòng master room, còn master bedroom. Còn ở đây là một cái toilet nhỏ dành cho phòng này nữa. Ở đây anh có thể làm phòng tắm đứng hoặc là bồn tắm ở đây. Hộp gen đó. Đây thêm một hộp gen nữa. Nếu mà làm văn phòng mà dạng như đại diện hay là như thế nào mà số lượng ít người thì cũng không cần phải shop house, như vậy là cũng đủ. Tầng 2 anh ha. Ủa, thằng này là cao hơn bên kia? Dạ, tất nhiên nhà phố này cao hơn biệt thự. Nó biệt thự mà cao hơn thì nó không gọi là phải là biệt thự rồi. Ừ, nhưng mà ý thằng này nó hơn một lầu đúng không? Dạ, nó gần như là nó hơn ở trên một cái nữa thôi. Ừ. Dạ, hơn một lầu đó. Dạ đúng rồi, tổng cộng hồi nãy giờ là anh có 4 phòng ngủ rồi. Để nó hơn là hơn cái này nè anh. Hơn cái này. Dạ, hơn cái này thôi. Diện tích hai thằng không khác. Anh nói là thằng này thậm chí ở còn hay hơn đó. Đúng rồi, vừa phải hơn. Bên kia chủ yếu là chừa khoảng không bên hông. Nó có cái độ thông thoáng thôi. Nhưng mà ở đây thì sẽ có cái độ thông thoáng trước sau.